Con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Doan Nguyễn Thanh Tâm. Con ở từ Đồng Nai đấy. Con xin chia sẻ. Rồi, cái tên gì nói to như cô này đó, nói to vậy cái bắn gọn. Dạ, con tên là Nguyễn Thanh Tâm, ở Đồng Nai để 57 tuổi. Dạ. Thì con xin chia sẻ với cộng đoàn. Thì con có hai cái bệnh mà rất là khó chữa, đó là bệnh thứ nhất là viêm đa khớp và bệnh thứ hai là viêm xoang. Thì nói cái bệnh viêm xoang của con thì con đi dạ, dạ 3-4 năm rồi, mà cái bệnh viêm đa khớp là 5 năm rồi, mà bệnh viêm đa khớp là con đã đi vô đến bệnh viện chờ rẫy uống thuốc ở trong đó rồi là về là nó cũng giảm đau một vài ngày đó, hết thuốc nó là khỏi trở lại. Rồi còn cái bệnh mà viêm xoang thì con đi mua thuốc lung tung, ở đâu có thuốc bán chữa bệnh viêm xoang là người ta cứ viết chữ ngoài cửa cổng á, thì là con cứ mua, rồi đến thuốc chùa con cũng mua nữa mà cũng không hết được. Thế cuối cùng là con cuối cùng là con đến đây là tại giáo điểm tin mừng đây thì nhờ cha và cộng đoàn công nguyện thì Chúa đã chữa cho con được gần hết rồi ạ. Đó là ơn thứ nhất. Hallelujah. Ơn thứ hai. Ơn thứ hai là cách đây gần 8 tháng rưỡi á, thì con bị té xe, bị gãy cái xương mâm chày ở đầu gối. Thì khi con vô bệnh viện ở Thành Tâm thì người ta nói là bác sĩ nói là khó chữa lắm, bây giờ phải nằm chờ 3 ngày mới mổ được. Thì con nằm đợi chờ thì nó đau sưng không có cái cớ nào nữa. Thì con nghĩ đến Chúa và con điện thoại vô mẹ cha 3 cuộc mà cha không trả lời. Thì lần thứ 3 thì là cuộc thứ 3 thì là cha đã tắt máy đi, mà con cũng vẫn chưa chịu, là con lại nhắn tin, mà rồi cùng cha cũng không thể ra cha nhắn tin lại. Rồi sau đó là con nằm đến ngày thứ 3 là cũng không thấy gì hết, bác sĩ cũng chưa nói gì. Sang ngày thứ 4 là bác sĩ đến là coi lại cùng cái chụp phim lần đầu thì họ lại nói là bây giờ là bọc bột chiều nay cho bệnh nhân ra viện. Là con mừng quá, thì là chiều về ra viện về nhà thì có đứa con dâu thì đưa cho con cái máy năm tâm bài giảng của cha, thì con nghe. Khi đó là có thời gian rảnh á, là con nghe ngày nghe đêm, nghe suốt, thì con nằm một chỗ rồi là cứ nghe thì hết pin là con cứ sạc, mà nghe trong cái máy đó thì con được thuộc được nhiều cái bài hát, thì rồi bài tin mừng hay là bài thơ của cha trong đó thì con thuộc hết. Rồi là sau đó là 2 tháng thì con đi thảo bột. Bác sĩ lại nói con là phải 6 tháng trở lên mới trọng chân được xuống đất. Thì mới hơn 3 tháng thì con lại trọng gậy xuống đây. Đến đây là con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì sau về đó là về được mấy ngày là con bỏ gậy. Con không cần đi gậy nữa, là bây giờ là con gần 8 tháng rưỡi mà con đi bây giờ đi làm thuê làm mượn kiếm sống được rồi nhá. Hallelujah. Mày lên. Hallelujah. Hallelujah. Nếu mà Chúa chưa khỏi cho anh nghe ngay, anh có thèm nghe máy không? Nghĩ đi thử coi. Tôi thấy đường lối của Chúa lạ lùng lắm. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một cho thế gian. Anh tin vào người con thì được cứu, mà muốn tin thì phải nghe. Mà cứ lo làm ăn, làm gì có thời giờ mà nghe. Thôi gửi một tai nạn cho nó gãy giò, nó cầu nguyện khấn khứa 3 ngày không khỏi, bó bột đi về nhà nằm 3 tháng. Suốt 3 tháng có một người tặng cho nó cái máy 500 bài giảng, và hôm nay tôi tặng cho anh máy 365 bài giảng. Và anh nghe ngày nghe đêm, nghe suốt 3 tháng. Đáng lý là 8 tháng thì anh mới đi lại được, nghe được 3 tháng chống cái gậy, đến đây về nhà bỏ gậy và bây giờ đi lại làm ăn làm mướn như thường. Tôi thấy đường lối của Chúa để cứu cái chân thì không có khó, mà cứu cái linh hồn đó mới là khó. Để cho anh ta nghe, anh ta tin và anh ta được cứu, đó mới là một cái công trình mà Chúa Đức Thánh, mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng là Chúa cứu con người ta không phải bằng một cái tờ giấy chứng chỉ, không phải bằng một sắc lệnh,
không phải bằng một chiếu chỉ, nhưng để cứu con người thì Chúa phải ban chính con một của Ngài chết cho con người để cứu con người, chứ không phải bằng một lệnh truyền, bằng một chiếu chỉ, bằng một tờ giấy, bằng một sắc lệnh vân vân. Đây tôi gửi tặng cho anh kết quả nha. Giờ mẹ đi với Chúa ngày mai thứ 6/13, và mỗi ngày 13 mỗi tháng chịu khó đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ. Nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa. Thưa anh chị em, hallelujah. Bây giờ mời anh chị em chúng ta mỗi người, bây giờ chúng ta mỗi người cầm trong tay cái quạt hoặc là cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, và anh chị em chúng ta cùng hát bài lắng.